tôi Hải Dương xin kính chào quý khách nào. Em chào anh Tạ Duy đây, chào anh Văn Khương nhé. Chào anh Dương, chào anh Dương Vương nữa này. Các anh đang vào xem bổn báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương thì cho em xin một lượt like và một nút chấm vào đây ạ. Một nút thích trang các anh ơi, chia sẻ cho em bên nào. Hải Dương hôm nay thì lắng ra lửa luôn. Chào bác Bùi Thái ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Hôm nay thì em sẽ làm một buổi báo giá nhanh. Vì hôm nay thời tiết Hải Dương hơi nắng, nếu như mà báo giá lâu quá thì máy nó lại nóng lại không lai được. Các anh đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương thì cho em xin một lượt like và những lượt chia sẻ mới này. Anh nào thì mới đang anh xem ạ. Anh nào mà mới xem buổi báo giá của em Hương thì cho em xin một nút đăng ký kênh nhá. Số điện thoại em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Chào bác Nguyễn Thành Lương, chào bác Xuân Cường, chào bác Cảnh Tú Đan Chi này. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Về thêm rất là nhiều xe. Dạ vâng, đã Dương lại còn Vương. Chắc anh đấy tên là gì đấy, hoặc là Vượng chẳng hạn, nhưng em không có dấu em đọc nó khó đấy ạ. Chào anh Nguyễn Thiện này. Chia sẻ cho em lên nào, chào bác Lê Công Ngọc này. Bác thấy hôm nay em Vương đầu tư không ạ? Vì Hải Dương quá là nắng nên em đã đầu tư một cái áo giữ nhiệt quạt gió của Nhật Bản để phục vụ buổi báo giá live stream ngày hôm nay. Áo còn có quạt các bác nhé. Không biết là có bị điện giật không. Áo còn có quạt luôn, rất là mát luôn. Chỉ sợ là máy nóng thôi chứ người thì không nóng. Em có CRV anh ơi, CRV 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2009 bản nhập khẩu, cửa lóc đầy đủ cho em nhé. Hơn 400 triệu một chút thôi. Em xin phép được quay sang cam sau luôn. Vì sợ tí nữa nói lâu quá máy nó lại nóng lại không cho nay. Tối qua thì em live tối rất là mát luôn, khách hàng vào xem ủng hộ chốt đơn rất là nhiều. Nhưng mà tối quá đến lúc em về gần 10 giờ mới cơm nước thì em bảo thôi cứ live trưa. Nếu hôm nào mà nắng quá thì em sẽ live tối. Hôm nay thì vẫn bình thường. Xe CRV em có nhá. Đây anh Cảnh Tú Đan Chi ơi, em có xe CRV. Xe CRV được sản xuất năm 2009 này, 5 chỗ ngồi gầm cao SUV, một cụm đèn pha thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đèn bi salon, đèn halogen, có đèn phá xương đầy đủ cho em này. Đèn gầm cũng là đèn bi nhá, phía trước thì có hai mắt cảm biến va chạm đây. CRV 408 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, khách hàng nào mà chốt CRV, anh Cảnh Tú Đan Chi này, chốt CRV thì em để cho mình còn 400 triệu tròn trên buổi báo giá ngày hôm nay. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, có căn chỉnh làn đường nhá. CRV nhập khẩu ạ. À bản này là bản lắp ráp trong nước các bác nhá. Bản lắp ráp nhá, CRV bản full cửa lóc 408 triệu, còn 400 triệu đẹp. 5 chỗ ngồi gầm cao. Em này được cái là máy số còn zin đẹp. Rất hiếm khi mà những cái dòng xe mà đời 2009 mà còn máy zin. Thì CRV Honda của em vẫn giữ được bộ máy zin đẹp, thủy chung trước sau như một đây. Lắp hết cả những cái như là lipo này, cả biến trước sau đều có này. Chào bác Phạm Tất Thành này. Chào bác Giang Hân nhá. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Bên cạnh CRV thì em còn có cả một chiếc xe Avel. Avel số sàn đời 2017, giá chào bán là 245 triệu. Gốc Sài Gòn. Biển Sài Gòn, gốc Sài Gòn này. Cái biển này thì nó sẽ tương đương với biển Hà Nội đấy ạ. Nếu như các bác sang tên đổi chủ thì không mất đến 20 triệu tuần được chuẩn vùng đâu. Avel đây. Vô lăng thì 4 chấu ghế da đẹp căng, đời 2017. Đời trong dòng xe cũ, xe cỏ 2017 là rất là cao rồi các bác nhé. Avel 245 triệu, bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình. La răng thể thao, form dáng này cực đẹp luôn. Chào anh Trung Siun này. Chia sẻ cho em Lê Hương những lượt chia sẻ mới nào. Và đừng quên những cái lượt thích trang cho em nhé. Avel 245 triệu. Chào bác Lê Thị Quý này. Chào bác Tăng Thị Minh. Rất là nhiều khách hàng nữ rồi. Thời điểm hiện tại em thấy bán xe rất là nhiều khách hàng nữ quan tâm về ô tô. Các bác có rất là nhiều yêu cầu về xe ô tô nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại ở đây thì em sẽ lên cho mình này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Getz nhập khẩu này. Getz đời 2010. Getz đời 2009 nhập khẩu 1.1, giá chào bán là 158 triệu. Đối với dòng xe Getz bác nào đã từng đi rồi thì thứ nhất này, rất là an toàn, tiết kiệm nhiên liệu. Thứ hai là thân vỏ chắc chắn. Thứ ba là máy số thì cực ngon luôn. Getz 158 triệu có xe Getz đi. Cảm ơn anh Trung Siun nhé. Chào bác Lê Tiến này, chào bác thành phố Hoa Phượng. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Quan tâm mẫu xe nào tầm tiền từ 85 triệu em đã có xe rồi.
Bên đây thì em có một chiếc xe Kia Rio bản nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động đẹp, được sản xuất năm 2015, nhập Hàn nguyên chiếc này. Em đang bán là 390 triệu. Đời 2015, số tự động, máy số zin. Biển là biển 23, nước sơn màu trắng đẹp, bản nhập khẩu các bác nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc cho chiếc xe đây ạ. Chia sẻ có được nhận thẻ không shop, có luôn nhá Quang Anh nhá. Chào bác Đinh Hiếu này. Chia sẻ cho chị nhá Quang Anh nhá. Hẹn Quang Anh vào một buổi vào Sài Gòn chơi hoặc một buổi ra Hải Phòng chơi này. Kia Rio đây ạ. Kia Rio sản xuất đời 2015, nhập Hàn nguyên chiếc, động cơ trang bị là 1.4, nước sơn màu trắng đẹp. Đèn bi sơn lông này, có dải đèn led này. Đèn gầm cũng là đèn bi cho em nhé, xi nhan trên gương. Đăng ký đăng kiểm này còn đến tháng 10/2023. Còn đến tháng 10/2023 ra Hải Phòng đi chị. Kể mà anh Cường ra Hải Phòng là chị cũng đi theo ra Hải Phòng chơi đấy, lâu lắm ra Hải Phòng rồi. Đang định vào Nam chơi, khả năng là Quang cho vợ con vào Nam chơi một buổi đi. Tụ tập đi, ba miền, ba tỉnh đi. Kia Rio máy số zin đây ạ. Bản full đồ cho em, có ga tay tự động cruise control này. Màn hình giải trí đầy đủ rồi. Ghế da cũ thì em nó hơi xấu, em Hương đã đầu tư bộ ghế da mới rồi. Nên các bác về chỉ việc đi thôi. Đổ xăng, khách hàng nào thiện chí đến xem xe và lấy xe tại bãi, em sẽ đổ cho mình full bình xăng. Mặc dù là xăng bây giờ đang là 16.000 lửa lít thì em vẫn đổ cho mình full bình xăng. Thế à, vợ sắp vỡ chum rồi à. Nhanh nhở, nhanh thật đấy. Ở bên đây thì em còn có một chiếc xe Y10 này. Y10 nhập khẩu, em này giá rất là mềm luôn, 195 triệu bản nhập khẩu số sàn. Y10 đây ạ, bản nhập khẩu nhá, đời 2014, 195 triệu có Y10 đi. Lên bộ mâm rất là đẹp, nước sơn thì màu trắng. Nội thất bên trong thì phải gọi là xịn xò luôn. Nội thất bên trong cực xịn luôn. Chào bác Nguyễn Hoàng Hải này, chào bác Bùi Tấn này. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em nào. Em Hương ăn cơm chưa? Nếu như mà buổi trưa thì 1 giờ em mới ăn cơm, là live trưa thì 1 giờ. Còn live tối thì em Hương phải 9 giờ mới ăn cơm nhá. Bên đây thì em còn có Y10 nữa đây. Y10 biển 35, bỏ form dáng hatchback cực xinh luôn. Em này cũng là bản nhập khẩu, đời 2014, nước sơn thì là màu bạc. Xin nhan chân hồng, nhìn cái nước sơn rất là bóng đẹp luôn. La răng lạng phay 4 chấu này. Ốp hết gương này, mạ chrome này, lẹp chân kính này. Có cả vì chắn mưa đầy đủ rồi. Em này là bản thiếu. Em này cũng là bản thiếu các bác nhé. Có hai cái phím bấm trên vô lăng thôi. Màn hình giải trí Android to đùng. Màu ghế da các bác nhìn này, đỏ đen kết hợp cực đẹp luôn. 215 triệu đời 2014 cho chiếc xe Y10 bản hatchback đây. Rất là nhiều màu, full bảng màu luôn. Full bảng màu cho khách hàng nhà mình khi mua xe Y10. Xăng như thế này thì các bác cứ đi Y10 thôi, dân dã gia đình 1.0. Ba máy thì đi cũng rất là khỏe này. Còn bên đây thì còn có một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. À đây là chiếc CDX rồi. Em xin lỗi, đây là chiếc xe CDX nhá. La City CDX bản nhập khẩu biển 26, nước sơn màu đen đẹp. Giá chào bán chỉ có 255 triệu. Với cái cửa tiền hơn 200 triệu mà muốn mua xe số tự động này, đầy đủ như là phanh ABS hay là cửa lock thì CDX đứng top 1 luôn. CDX đời 2009 bản nhập khẩu, em Hương đang bán là bao nhiêu đây? 255 triệu. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Ghế da hai màu nhá, bản cửa lock cho em. CDX là bản có cửa lock đầy đủ cho em đây ạ. Hơn 200 triệu thôi. 255 triệu, vẫn bao rút hồ sơ, linh động thương lượng thêm về giá này. Các bác nhìn bộ mâm nhá, la răng dạng 5 chấu nhưng mà dạng phay, nếu mà đi di chuyển người ngoài nhìn vào rất là đẹp luôn. Màu đen đẹp, 255 triệu, rất là nhiều CDX luôn. Chào bác Bá Tuyết này, chào bác Ánh Nguyễn này, chào bác Thảo Nguyên Xanh, chào bác, chào chú Lê Hòa này. Chào bác Trần Thanh Ngọc nhé. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em nào. Tối qua chia sẻ thì các khách hàng chia sẻ một buổi báo giá rất là thành công, với nhiều khách hàng chốt được rất là nhiều xe với giá yêu thương. Bên đây em còn có một chiếc xe Kia Morning, nước sơn màu vàng zin đẹp. Bác nào mà mệnh nào hợp với màu vàng này thì không thể bỏ qua này. Morning đời 2016, giá chỉ có 215 triệu. Động cơ trang bị là 1.25. Số sàn đẹp đấy ạ, số sàn động cơ 1.25. Kia Morning đời 2016 nhá, 215 triệu. Bên đây thì có một em sờ bắc tập lái đây, 5 chỗ ngồi.
93 triệu trong buổi live stream ngày hôm nay, cắt luôn còn 85 triệu. Mặc dù xe có nhưng mà cắt rất là sâu luôn. Còn 85 triệu này. 7 chỗ thì em có Kia Zondo máy dầu, 7 chỗ ngồi số tự động đời 2014 này. Động cơ trang bị là 1.7, số tự động em đang bán là 468 triệu. 7 chỗ ngồi màu trắng em này là máy dầu nhá, không phải máy xăng đâu ạ, máy dầu. Lên hết cả đèn bi này, giải đèn led này, đèn gầm đầy đủ cho em. Bộ la răng đây. 468 triệu cho chiếc xe Kia Zondo máy dầu đời 2014 này. Em chào anh Dương Kết, chào anh Boy Lam Vũ Văn. Ở bên đây thì em còn có chiếc Tucson này. Tucson gầm cao, 5 chỗ ngồi dòng SUV thì có Tucson này. Máy dầu nhá, em này không phải máy xăng đâu mà em này máy dầu. Bản nhập Hàn nguyên chiếc đời 2010, số tự động 535 triệu. 535 triệu, đề lỗ thông minh. Em này thì có cả hỗ trợ là chống trơn trượt này, đổ đèo này, máy dầu hai cầu. Hai cầu, à em này một cầu, em xin lỗi là em này một cầu máy dầu này, 535 triệu. Mazda 2004-2005, em có Mazda đời 2009, số tự động nước sơn màu đỏ nhá, là một chiếc Mazda 3. Còn có một chiếc Mazda 2 đời 2012-2013 nữa, chị Kim Liên Kim nhá. Chị Kim Liên là em có Mazda đời 2009 màu đỏ đẹp. Chào anh Thành Văn này, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Không chưa? Mazda thì em có Mazda 3 đời 2008-2009 này. 285 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay chỉ còn 275 triệu thôi. Chào người đẹp, chúc em live buổi trưa bán được nhiều xe. Em cảm ơn anh Hoàn Quang này, chào bác Tuấn Lê này. Mazda 3 đời 2009 nhập khẩu 285 triệu, còn 275 triệu. Bản full cửa lock cho em. Điều hòa auto, ghế da đẹp, máy số thì cực ngon luôn. 285 còn 275 triệu. Trong buổi báo giá livestream ngày hôm nay chốt trên livestream cho em Hương đi ạ. Accent thì em về full màu, full bảng luôn. Chào bác Tuấn Lê, chào bác Ngọc Trâm này, chào bác Trung. Tên nước ngoài không biết đọc như thế nào, đọc sợ quê nên em chỉ chào bác Trung thôi. Cảm ơn chị Ngọc Trâm này. Bên em thì về thêm này các bác này. Trong thời điểm hiện tại thì Accent, Vios này, những cái dòng xe cấp cao hơn một chút được rất nhiều khách hàng quan tâm và ủng hộ này. Một chiếc Hyundai Accent đời 2015 nhập khẩu nguyên chiếc. Bản này là bản full kịch nhá, bản blue cao cấp full kịch. Có cửa lock đầy đủ cho em và đặc biệt là nước sơn màu trắng đẹp. Xin nha, kết hợp ở trên gương. Màn hình giải trí này có tổ hợp phím bấm trên vô lăng, tăng giảm âm lượng, túi khí an toàn. Cửa lock đầy đủ. Đời 2015 em Hương đang bán là 383 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent. Với những chiếc xe Hyundai Accent với cả Vios số tự động, số sàn đời cao cao từ tầm 20 năm và 2020-19, em tự tin là bán chỉ trong vòng 2 hôm thôi. 2 hôm là mất xe các bác ạ. Nên là khách hàng nào quan tâm về Accent thì nhấc máy và alo ngay cho em Lê Hương có hotline 035 460 2790. Và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương nhé. Rất là nhiều dòng xe đẹp đang được chào bán bên em. Chào anh Nguyễn Sùng này. Hyundai Accent bản blue cao cấp nhất, form dáng các bác nhìn đây ạ. Bản này là bản nhập khẩu 1.4. Cửa lock xi nhan trên gương và có đèn led này. Đèn lên là đèn bi rồi, đèn gầm đầy đủ, nước sơn màu trắng đẹp. Nam nữ hai vợ chồng deal đều ok cho em nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Quá là nhiều xe đẹp luôn, cập nhật liên tục hàng ngày luôn. Accent hiện tại em đang có 3 màu, 4 màu, full bảng màu rồi. Đỏ có này, trắng có này, đen có này. Và bạc em cũng có, nên các bác là cứ quan tâm là anh hợp phong thủy màu này em đều đáp ứng đủ cho mình. Bên đây thì còn có một chiếc xe Hyundai Avante. Hyundai Avante được sản xuất năm 2014. Đời 2014 số sàn động cơ 1.6 này em đang bán là 279 triệu cho chiếc xe Hyundai Avante. Hyundai đây, thương hiệu đẳng cấp, sản sinh ra những đứa con quá là ưng ý luôn ạ. Đây là các bác nhìn này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng này, túi khí an toàn, màn hình giải trí nghe gọi đầy đủ, hỗ trợ đầu DVD. Em này thì là số sàn 279 triệu. Hyundai Avante đây ạ, đời 2014 bản lắp ráp trong nước. Những cái dòng này thì linh kiện, phụ kiện trong nước rất là dễ tìm và giá cũng cực rẻ thôi. Bây giờ dòng là nhập hay là trong nước thì đều rất là dễ các bác nhé. Xe ở Việt Nam thì quá là ok về giá rồi, chất lượng không phải bàn khi mua xe bên em Hương này.
Chào bác Phan Chí Linh. Bên đây thì em còn có một chiếc nồi đồng cối đá Corona Antit. Corona Antit. Chị mát không? Cười. Corona Antit nồi đồng cối đá số tự động đời 2010. Em Hương đang bán là 395 triệu. Trong ngày hôm nay cắt luôn em này, lắng như thế này, nói thách làm gì đúng không ạ? Bình thường đã không nói thách rồi, chỉ nói giá bán thôi. Trên buổi livestream ngày hôm nay 395, còn 385 triệu. Nhấc máy và alo cho em Hương đi ạ. Giá nói ra toàn là giá bán thôi, mà giá em để ra cắt sâu như này là quá là ok rồi. 395 còn 385 triệu Corona Antit nồi đồng cối đá này. Antit có, Vios có, Camji có, các bạn thích dòng tơ Yuta thì em đều có nhé. Chào bác Nguyễn Thái Trị này, bác Lê Minh Xuân này. Bên đây thì có một chiếc xe i10 bản xe. Hôm nay có quạt không khát nước. Cho xin thấm nước vào. Các bác thấy không? Live stream mà lúc nào cũng chỉ tầm 15 hay nửa tiếng là phải có nước ngay, không là thổi do mặt máy ngay. Có bán xe lọ không? Em có luôn anh ơi. Nếu mà muốn mua xe lọ thì các bác cứ mua cái tầm từ 300 triệu trở lên. Và đời 2015 trở lên thì em cho các bác lọ một lửa tiền xe luôn. i10 đời 20... Em này là bản nhập khẩu đời 2016 này. Bên em Hương thì rất là nhiều i10 hatchback. Nhưng mà bản sedan đẹp. Úi dồi ôi, em này còn bản đủ cơ các bác ạ. Bản đủ nhá, i10 sedan nhưng mà bản đủ này. Bình thường sedan về bản thiếu đã khó rồi, mà hôm nay em về được một chiếc xe i10 bản đủ này. i10 bản đủ nước sơn màu trắng đẹp. Em Hương đang bán là 285 triệu. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, xin nhan trên gương, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, màn hình OLED đề lổ thông minh, ghế da này các bác nhìn này, căng mọng lét nẹt luôn. i10 285 triệu, đời 2016. Em i10 bản sedan hai đầu này là bản đủ cho em nhé. Thế này thì chỉ 2 hôm là bay xe thôi, 2 hôm là mất xe thôi. Ai... Nóng thế, máy lại nóng nhiều. i10 bản đủ đây ạ, 285 triệu. Nhấc máy lên và để lại số điện thoại cho em. Nắng quá em ơi. Vâng anh ơi, nắng lắm. Lai tối thì em về muộn quá, mà lai ngày thì nắng quá. Điện thoại còn báo là tăng nhiệt rồi đây này. Không biết là có lai được thêm lúc nữa không. Đó là vất vả luôn. Đây là các bác chia sẻ cho em Lê Hương đây ạ. Mồ hôi em còn ướt như tắm. Chia sẻ cho em Lê Hương đi các bác ơi. Anh Nguyễn Đức Anh này, bác Ngọc Lệ ơi. Bác Ngọc Lệ nhá, những mẫu xe nào mà bác chốt của cháu này cháu cũng nói luôn nhá. Nếu như bác ở gần, cháu sẽ bớt cho bác 10 triệu đồng và bao rút hồ sơ. Nếu còn như nếu như bác ở xa thì cháu sẽ free ship, tức là miễn phí ship cho bác tận Nam Định. Còn nếu như một đầu xe mà bác bớt 15 triệu bao rút hồ sơ và bao ship thì không bao giờ làm việc được với cháu. Tại vì giá xe, giá trị xe bao giờ cháu cũng là để giá công khai, giá mở rồi, không giấu giếm về giá. Giá thì có cạnh tranh thị trường rồi, không thể bán đắt được. Nên là bớt nhiều rồi lại còn bao ship, bao hồ sơ thì không bao giờ làm việc được giữa hai bên. Nên là nếu như bác muốn chốt xe bằng tình cảm bên cháu cũng để cho mình một cái giá rất là ok luôn. Là giữ nguyên giá tiền xe, cháu sẽ bao ship cho bác và cháu sẽ bao hồ sơ cho bác để bác không phải đi lại làm vất vả ra. Còn nếu như bác không cần bao rút hồ sơ thì cháu sẽ bao ship cho bác và gửi cho bác một chút tiền nộp. Thế là quá là ok rồi. Bác Ngọc Lệ nhá. Còn không phải là cháu không muốn bán xe cho bác, mà vì cái giá bác mặc cả bớt của cháu nhiều rồi lại còn bao ship vô Bình Định. Bây giờ xăng xe đắt như thế này, bao ship, bao hồ sơ lại còn mặc cả về giá nữa thì không thể nào làm việc được. Xe thì nó còn có giá chung của thị trường, bên cháu là giữ giá nhất trong khu vực miền Bắc này rồi. Vì sao bên cháu bán được nhiều xe? Chất lượng không chưa đủ, đôi khi còn phải giá nữa. Giá thị trường chung mà bọn cháu vẫn tồn tại được thì giá là rất là ok nhá. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Innova, máy số Zin đời 2006 tư nhân này. Nhà Hương nhiều trai xinh gái đẹp. Vâng anh ơi, toàn anh em trong nhà hết. Một tập thể thống nhất. Làm việc mỗi người một mảng, người thì bán hàng, người thì chuyên đi nhập xe. Tất cả các tỉnh thành trong cả nước, dân ở đâu có ý định bán xe là chúng em sẽ có xe đẹp. Cam kết luôn, xe là thị trường giá, bao giờ cũng là mềm nhất về giá này. Thứ hai nữa là về chất lượng, đứng đầu vẫn là cái chất lượng anh nhé. Innova đời 2006, máy số Zin, cực đẹp cho em luôn. Thời điểm này dịch dã đang vào quỹ đạo là hết rồi, gần như là không có dịch rồi.
đi du lịch Phú Quốc, Đà Nẵng hay tất cả các khu vực khác, bây giờ các bác thuê xe rất là nhiều. Nên là những dòng xe 7 chỗ, 8 chỗ, nhiều chỗ ngồi đang là trong những cái sự lựa chọn hàng đầu khách hàng nhà mình. Nên là Innova em cập nhật liên tục này. Innova máy số zin đời 2006, giá chào bán chỉ có 225 triệu thôi. Nước sơn thì màu đen đẹp ạ. Quay i10 sedan, em có i10 sedan luôn. Đặc biệt em này còn là bản đủ cơ. Bình thường về sedan bản thiếu đã khó rồi. Bình thường em có bản thiếu đã khó rồi, em còn về i10 bản đủ đây. Em có X-Bander đúng không anh? Anh Linh, Nguyễn Linh hỏi X-Bander đúng không ạ? X-Bander thực chất thì bên em có á. Nhưng hiện tại X-Bander nó đang bị lên giá rất là nhiều. Nên những khách hàng nào mà thật sự thiện chí thì mới mua được X-Bander. Nếu như 2 tháng trước, một chiếc xe X-Bander em Hương bán ra chỉ với giá là 550 triệu hoặc 540 triệu đời 2019. Thì đến hiện thời điểm hiện đại X-Bander nó đang là 580 triệu. Nếu như bác nào mà lét thì mới mua được X-Bander. Còn nếu như so sánh với giá mà em bán của 4 tháng trước thì không thể mua được X-Bander nhé. Nó lên một mẫu, một đầu xe nó lên tầm 2 đến 30 triệu, có những con lên 40 triệu. Nên là X-Bander bây giờ là rất là khó nhập luôn. Giá thì rất là cao. Mạng bị lag em thấy bình thường mà. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em ạ. Chào bác Nguyễn Cảnh này, anh Nguyễn Linh nhá. Nếu như mà anh thật sự muốn mua xe X-Bander thì em vẫn có. Nhưng mà giá nó phải là giá của bây giờ. Chứ nếu như so với những mẫu xe trước em bán từ tháng trước hoặc 2 tháng trước thì không mua được xe đâu nhá. Gửi chi tiết anh xem màu trắng 2015 nhập khẩu xem cái. Chi tiết 2015 chiếc i10 đúng không ạ? i10 bản sedan này là 20 i10 2016 này, bản sedan này 285 triệu này. i10 2015 màu trắng nhập Ấn đây ạ. Nhưng em này là số sàn nhá. Số sàn biển tỉnh Hải Dương luôn, 34 bánh đậu xanh này. i10 đời 2015 bản hatchback nhập Ấn 1.0, trang bị động cơ là 1.0 này, 225 triệu. Đời 2015 nhập Ấn. Em này là bản thiếu, nhưng mà trên vô lăng thì độ lên là bản đủ nhá. Có các phím bấm nghe gọi dành tay trên vô lăng này. Có màn hình giải trí rồi. Bản thiếu độ lên thôi, không phải là bản đủ đâu ạ. Đây là em này là bản thiếu. Màu trắng đẹp, biển Hải Dương. Biển Hải Dương luôn, bác nào trong tỉnh thì cứ thế là mua là đi thôi. Màu trắng đẹp, máy số ngon, 225 triệu. Máy lát quá à. Thắng ơi, xem này của chị với, sao chị thấy bên chị bình thường nhỉ? Hay máy nó nóng quá nó lại bị đơ rồi. Thắng ơi, xem này của chị được chưa? Chưa like lắng thế không like. Tại vì tối nay em lại có khách hẹn đến xem xe, em sợ lại không like được nên mẹ phải like trưa, mặc dù rất là nóng nóng này. Ôi dồi ôi, nóng quá, máy điện thoại nóng quá. Đời 2015 đây ạ, 225 triệu. Bản này là bản thiếu nhưng mà độ lên, tổ hợp phím bấm ở trên vô lăng. Vò có xi nhan ở trên gương, 225 triệu, đời 2015, bản nhập Ấn đấy ạ. Chào anh Đình Biên này, chào anh Nguyễn Đương Bằng này. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em Lê Hương nhé. Số điện thoại em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Còn nếu như các bác ngại đi xe số sàn thì em còn có cả số tự động này. Một chiếc xe i10 số tự động cũng là đời 2015, bản nhập khẩu em này là 328 triệu. Vâng, em thấy bình thường bên em cũng cầm một máy này đi theo để nói đây, không thấy việc gì. Nhưng nhiều bác lại bảo là mạng hơi lát. Chắc là máy nó nóng quá, đường chuyển nó hơi bị kém một chút ạ. i10 số tự động đời 2015 nhập khẩu. Bản này thì là bản đủ cho em này. Số tự động đời 2015 này là bản đủ này. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, ghế da thì đẹp. Có tắt bật cảm biến này, phía sau sẽ có 4 mắt cảm biến va chạm. i10 bản đủ 2015 bản nhập khẩu, cam hành trình, cam lùi, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này, 328 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay các bác cứ trừ đi 10 triệu cho em. Dưới livestream là không bao giờ có cái giá đấy đâu ạ. Dưới livestream là không bao giờ có cái giá đẹp đâu. 328 còn 318 trên livestream. Nên là bác nào có ý định chốt thì cứ để lại số điện thoại dưới bài livestream này của em. Một chút nữa xuống livestream thì em sẽ gọi lại này. Chào anh Đặng Văn Huy này. Còn nếu như thích xe Kia Morning thì em có này. Kia Morning đời 2010 số tự động. Biển này là biển 88 Vĩnh Phúc đây. Nước sơn màu vàng zin đẹp, đèn halogen này.
ốp hết mạ chrome rồi. Em này thì lên bộ la răng hoa mai dạng mới nhá, số tự động 235 triệu. Đời 2010, nhập khẩu 1.0. Kia Morning bản nhập Hàn, sấy sưởi kính này, sấy sưởi ghế này, túi khí an toàn đầy đủ luôn. Các bác mà mua cho bà xã nhà mình cũng rất là ok này. 235 triệu có Kia Morning số tự động đi. Còn không thích thì em còn có một chiếc xe Mazda 2 biển Hà Nội với nước sơn màu xanh cửu long nhá. Không phải là màu đen đâu ạ, mà là màu xanh cửu long. Phong thủy bác nào hợp thì rất là ok này. Máy số thì ngon. Đăng ký đăng kiểm đây, tháng 5 2023. Em Hương đang bán là 298 triệu, đời 2012. Mazda 2 298 triệu, số tự động đẹp. Lên đề lỗ thông minh, màn hình dạng Android to đùng mật vã này. Vô lăng ghế ra thì cực đẹp, máy số ngon, số tự động đẹp. Điều hòa thì mát lạnh, chủ mã đầy đủ, check hết phạt nguội rồi. Tặng cho các bác phun bình xăng về tận nhà luôn. 298 triệu cho chiếc xe Mazda 2. Phanh ABS, hai bánh trước, một dàn lốp còn mới đẹp cho em. Còn khách hàng nào mà quan tâm 7 chỗ ngồi thì em còn có cả Captiva. Một chiếc xe Captiva nước sơn màu bạc biển 15 Hải Phòng. Lên hết cho em đèn bi này, có đèn gầm này, xi nhan trên gương, kệ bước chân lên xuống với em này khá là cao. Cao dàn mát máy, phanh ABS, máy số to. Có cả hỗ trợ chống trơn trượt, chống đổ đèo. Captiva đời 2007, trang bị động cơ 2.4, số tự động. Em Hương đang bán là 228 triệu. Các bác nhìn cho em cái màn hình này. Ôi dồi ôi. Màn hình này nó gọi là cái màn hình cá chép ôm dưa các bác nhé. To đùng mật vã luôn. Captiva đây ạ, số tự động 228 triệu, bầu bạc. Bên cạnh chiếc Captiva số tự động thì em còn có một chiếc Captiva số sàn. Chiếc này thì 210 triệu đồng, đời 2010, Captiva số sàn. Ghế da căng mọng luôn, không hề bị sập xệ. Chiếc này em đang bán là 210 triệu đồng. Hỗ trợ chống trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, điều hòa auto, màn hình giải trí này. Có luôn cả màn hình rồi. 210 triệu cho chiếc xe Captiva. Em này cũng là biển 88 Vĩnh Phúc này. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ nào. Bác Phạm Mỹ Hạnh, bác Tư Phạm, bác Thơm Lê. Bác tôi là tôi ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Điện thoại nó nóng quá, trời đất ơi, người không nóng mà điện thoại nóng quá. Bên đây thì còn có một em siêu phẩm Accent. Ôi xe thì xuất sắc luôn. Accent biển 90. Lắng lắm chạ, lắng cháy hết da vì sao, mùa đông thì trắng mà mùa hè thì lại đen. Accent với nước sơn màu đỏ đẹp, form dáng em phải nói là cam kết em này zin từng con ốc. Em này em không nói về gì về máy này, về ghế da, về nội thất, về ngoại thất, vì em cam kết là zin đẹp hết rồi. Em chỉ muốn nói là em này là số tự động 1.4, siêu tiết kiệm nhiên liệu, đời 2018, nước sơn thì màu đỏ đẹp. Đèn này, đèn là pin salon, có giải đèn led đầy đủ, đèn gầm luôn, xi nhan trên gương. 475 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent đời 2018 này. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Tất cả những cái gương như thế này là liền đời và dán hết cho em cái phim chống nóng này, giảm nhiệt. Bây giờ còn có cái phim chống nóng giảm nhiệt các bác ạ. Màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe ngoại rảnh tay trên vô lăng. Ghế da được kết hợp 3 màu. Accent màu đỏ đẹp 2018, zin đẹp toàn xe. 475 triệu cho khách hàng nào quan tâm về chiếc xe Accent bên em. Accent em đang có 3 chiếc nhá. Trắng ạ, 4 chiếc, trắng này, đỏ này, bạc này, xám này và đen. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cả 4 bánh, xi nhan trên gương, một dàn lốp còn mới. Nói chung là zin mới toàn xe. Bên đây thì em chỉ có một chiếc xe duy nhất dành cho những bác nào chưa lấy vợ. Là một em siêu phẩm Genesis nhập Hàn, số tự động, bản nhập Hàn hai cánh cửa này. Nghỉ cơm đi chị ơi, chắc là phải tầm nửa tiếng nữa mới cơm được anh ạ. Vì nhà nhiều xe mà mới nay được có 1/3 thôi. Chào bác Trần Đào này. Genesis nhập Hàn, số tự động đẹp, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Em này là đăng ký 4 chỗ ngồi nhưng điều đặc biệt là có hai cánh cửa thôi ạ. Hai cánh cửa, các bác nhìn phần gương này. Gương này ạ, không có viền nhá, cánh cửa thể thao các bác nhìn thấy trên xe, trên tivi các bác hay đi những cái dòng xe thể thao đây này. Một dòng xe thể thao cho em đây. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng.
ga tay tự động có rồi, hỗ trợ gầy số thể thao luôn, bản cửa lóc Gelesit em đang bán là 445 triệu. Bên ngoài này mặc kéo sơ mi trắng đẹp đây, nhưng bên trong mặc một cái bộ nội y màu đỏ rất là đẹp luôn. Form dáng thể thao nhá, hai cánh cửa này, phanh ABS đầy đủ cho em. Gelesit bản full đồ, 8 túi khí có ga tay tự động, đời 2009 nhập khẩu, em đang bán là 445 triệu. Các bác nhìn form dáng này, đi xe lấy mà tán gái không đổ nó thì thôi ý, tăng thêm mấy phần đẹp trai luôn. Bình thường đẹp trai có 3 phần thôi, nhưng đi xe này là đẹp trai lên 7 phần này. Phía sau có cánh gió thể thao luôn, form dáng cực đẹp, ga tay tự động. Còn ở đây thì em có một em siêu phẩm đây, một siêu phẩm Vios bản G xịn đời 2019 này, em Hương đang bán là 495 triệu đời 2019. Form dáng mới toanh, điều hòa auto. Đời 2019 bản G sẽ có là điều hòa tự động nhé. Tổ hợp phím bấm có tăng giảm trên vô lăng. Vios bản G xịn đây, có thảm rối ở dưới chân sạch sẽ này, ở trên là trần lỉ nguyên zin, số tự động đẹp. Nói chung là em này đẹp toàn xe rồi. Các bác chỉ bàn về giá cho em thôi, giá chào bán 495 triệu. Bản G xịn biển 15 Hải Phòng, lắp hết cả lipo, lên hết giải đèn led, có bộ mắt cảm biến va chạm nhé. Vios bản G 495 triệu đời 2019, số tự động bản G đẹp, màn hình giải trí, form dáng mới trong ngoài, điều hòa auto, xi nhan trên gương, 4 bánh đều là phanh ABS chống bó cứng này, một dàn lốp mới nhé, la răng xịn sò luôn. Phía trước các bác nhìn Vios form dáng mới này, giờ rất là đẹp này, đèn led này, giải đèn led lên đèn bi, đèn phá xương và có cả đèn halogen này. Đứng khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng chiếc xe Vios của em này, 495 triệu, quá là đẹp luôn. Bên đây thì còn có một chiếc xe Captiva, Captiva số tự động một chủ từ mới, phù hợp với những bác nào công trình, công trường, đường nhà mình có lụt nội, đường nhà mình có cao, thì em này chân dài nó bò sẽ dễ hơn này. Máy số thì khỏe nhá, số tự động Captiva 270 triệu, một chủ từ mới, nghe gọi rảnh tay chân vô lăng, có khẩu lệnh luôn ở trên vô lăng này. Thực chất xe này đáng lẽ là em sẽ bán được từ tháng trước rồi, nhưng vì một bác chủ là đã cọc tiền nhưng mà bà xã lại không cho mua, rất là tiếc cho bác chủ cũ nhà em. Bà xã lại không cho mua, thích mua xe 4-5 chỗ thôi, không thích xe 7 chỗ. Chứ không là em này bay từ lâu rồi. Ghế lái chỉnh điện cho em, một chủ từ mới, công trình công trường quá là ok, màn hình giải trí đẹp luôn. Captiva đây ạ, số tự động đẹp, hơn 200 thôi, 270 triệu, một dàn lốp còn đẹp, la răng phanh ABS không thiếu nhá. Em chào bác Ngô Thanh Vinh này, chào bác Chiến Lê, chào bác Hồng Liên, chào bác Duy Minh, bác Luân Thanh, bác Mười Vũ này. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em nào, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em Lê Hương. Y10 số tự động thì em có Y10 đời 2014 nhập khẩu, số tự động này. Còn bên trong đây thì em có Kia Carren 7 chỗ ngồi nữa đây, Kia Carren đời 2010, bản này 2.0, 270 triệu số tự động. Tóm lại là xe mà 7 chỗ thì chỉ bên em chỉ tầm máy xăng, nếu như là mà máy xăng thì chỉ trên 200 triệu một xíu thiếu thôi, còn máy dầu thì là hơn 400 triệu, rất là ok luôn. Kia Carren 270 triệu này. Bên đây thì còn có Captiva, Captiva đời 2007, em này cũng là 215 triệu cho chiếc xe Captiva đây ạ. Còn bên đây thì có một em Chevrolet Cruze, Cruze số sàn đời 2011, em Hương đang bán là 240 triệu. Biển Hải Phòng, nước sơn màu đen đẹp. Trong buổi báo giá ngày hôm nay thì em Hương sẽ để cho mình còn 230 triệu, bớt luôn 10 triệu đồng. Chỉ trên livestream em Hương mới bớt cái giá như thế này thôi. Nên khách hàng nào mà máu này, quan tâm này thì alo luôn cho em Lê Hương đi ạ, 0354602790, hoặc đến trực tiếp với xe đun bên em, 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Chào bác Hoa Lan nhé, đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương nào. Innova Y10 Kia Morning 150 triệu có xe số tự động đi. Vios mẹc, rất là nhiều dòng xe luôn. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Forte form dáng thể thao này, Kia Forte nước sơn màu đen đẹp, form dáng rất là đẹp luôn. Các bác nhìn đèn pha này, halogen này, đèn phá xương có đèn gầm đầy đủ, xi nhan trên gương dạng mí bé bé rất là xinh luôn.
Kia Forte đời 2010 số tự động bản nhập khẩu, em Hương đang bán là 330 triệu. 330 triệu bản này full cửa lock cho em. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, đề lỗ thông minh đầy đủ, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, hỗ trợ đầu DVD, phiên bản có cửa lock các bác nhé. 330 triệu một dàn lốp mới kính cong luôn, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau cho chiếc xe Kia Forte. Chào bác Lê Hải, chào bác Trần Trọng Rick. Ở đây thì em còn có một siêu xe phân khúc hạng D Lit Santella. Anh Trương Nguyễn ơi, hôm nay em Hương đã đầu tư một cái áo của Nhật mà có hai cái điều hòa, hai cái gió đấy anh ạ. Nên là chưa bị ướt người, chỉ bị nóng điện thoại thôi. Đã đầu tư một cái áo rất là xịn sò. Một chiếc xe phân khúc hạng D Lit Santella đời 2009 bản nhập khẩu này, con này cắt nỗ rồi. Số tự động đẹp, em đang bán là bao nhiêu? 346 triệu cho chiếc xe Lit Santella. Tucson em còn về thêm một chiếc biển 34 nữa đây, nhưng mà chưa làm xong. Tucson này chưa làm xong rồi, chưa dọn, vừa mới về. Đấy, em quay luôn cả bên trong xưởng nhà em luôn các bác này, về luôn tục xe. Rất là nhiều xe luôn, Vios còn có cả màu trắng các bác nhá. Tucson có này, một chiếc xe Kia Ford, con đấy là Sportage. Một chiếc xe Kia Sportage về lũa đẹp lắm. Như ong móc cầy cây chị ạ. Hôm ướt hôm nay thì mát công nhận. Chào anh Vương Vũ, anh Vương ơi chưa lên à? Bán tải vẫn đang đợi anh đấy. Chào bác anh Đỗ Văn Hưng, chào bác cơ khí luôn. Các cơ khí này, Tucson gầm cao 5 chỗ ngồi SUV, em Hương đang bán 535 triệu. Ghét số tự động đây. Một em ghét số tự động nước sơn màu vàng đẹp. Ngày kia gặp cô nhé, ok anh. Anh Vương em thật đấy, nếu như mà anh Vương lên thì anh Vương cố lên con này cho em. Cố lên chiếc Isuzu D-Max này, đời 2016, đăng ký cuối tháng 12 cuối tháng 12 2017, 535 triệu. Số tự động, máy dầu 2 cầu, một dàn lốp mới. Lốp sơ cua còn chưa hạ, lốp phụ còn chưa hạ, máy số zin, zin hết luôn. Hôm nào lên gặp em thì cố lên con này đi. Anh cố một ít, em cố một ít, lên con này cho nó ngon đi anh này. Hai cầu máy dầu nhá. Cảm ơn anh Trọng Lích này. Chào bác Việt, Lê Việt này. Bác Việt Tân VTV này đây ạ. Kia Sportage đây. Úi dồi ôi. Kia Sportage nước sơn màu lô cà phê. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Đời 2011 bản nhập khẩu, số tự động đẹp. Điều hòa auto, tổ hợp phím bấm nghe gọi rảnh tay chân vô lăng. Màn hình giải trí đẹp đây. Kia Sportage 475 triệu mới về. Ngày kia ok anh ơi, hôm nào lên thì cứ alo em luôn. Zin đẹp toàn xe cho chiếc xe Kia Sportage. Ngồi phía sau này, giọng nói hay quá, chuyên nghiệp đấy. Em cảm ơn anh Lê Hải này. Anh Lê Hải hay Lê Hai tại vì không có dấu anh nhé. Đây các bác nhìn này, Kia Sportage còn có hai cái màn hình gối phía sau. Nếu như nhà có con nhỏ này, nhà có con nhỏ thì các bác đi chiếc xe này ngồi đằng sau, bật hoạt hình lên là em bé ngồi im du. Hai cái màn hình gối phía sau, một cái màn hình to cho bố mẹ ngồi đằng trước nghe nhạc giải trí này. Quay em xem con 7 chỗ 400 quay đầu mà 400 mà. Bình thường những cái dòng xe máy xăng bên em 7 chỗ bây giờ chỉ có hơn 200 thôi. Một là Innova, hai là Captiva. Còn nếu như 7 chỗ mà anh có tài chính tầm 400 rồi thì anh cố lên một chút đi. Có một chiếc xe 7 chỗ Kia Rondo máy dầu, 7 chỗ ngồi đời 2014. Anh bố Cốm Gạo nhá. Chắc anh đã có hai đứa em bé rồi đúng không ạ? Một em bé tên là Cốm, em bé tên là Gạo. Bố người đàn ông rất yêu con đúng không ạ? Tên đã nghe đã biết là có hai đứa con rồi. Anh ơi nếu như mà có 400 thì anh cố lên một chút này. Chiếc này là 468 triệu máy dầu, 7 chỗ ngồi, số tự động. Đời 2014, nhiều option, nhiều chức năng, form dáng đẹp nữa. Đèn bi salon có giải đèn led và đèn gầm đầy đủ này, la răng này. Gương kính thì cụp chỉnh auto, bên trong nội thất thì rất là đẹp luôn. Đầy đủ màn hình, đề lỗ thông minh. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, nhưng vì cái con này nó tự động khóa cửa, chỉ cần cầm chìa khóa ra bên ngoài là tự động chốt cụp gương lại. Nên là anh bố Cốm Gạo ơi, anh mà có để lại số điện thoại thì cố lên chiếc này một chút đi. 468 triệu này em hạ xuống một chút, anh cố xuống một chút là mua được một chiếc xe đẹp. Còn giữa nếu như chiếc xe 7 chỗ bên em thì em chỉ còn có những dòng xe như Captiva hoặc Innova thôi. Cố lên một chút nữa là có xe đẹp đi anh nhá.
Bán tải này, bán tải Nissan Navara đời 2017, máy dầu một cầu số tự động, nước sơn màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội. Em Hương đang bán là 535 triệu, bác nào có tầm 201, 202 đánh xe về. Còn đâu để em Hương lo, để ngân hàng lo hết. 535 triệu, trả thẳng còn 525 triệu, bao rút hồ sơ, nói lét luôn trên livestream. Còn nếu như mà không trả hết được mà vợ chồng mới cưới, gia đình kinh tế còn đang nhiều vấn đề thì mình có thể đưa cho em Hương hơn 200 triệu. Còn đâu em Hương sẽ bên nhờ bên ngân hàng trợ giúp cho mình. Nissan Navara đời 2017 này. Bên đây thì em cũng có một chiếc xe Kia Sportage này. Sportage đẹp mới về đây. Xa xa bên kia, không phải là em sợ lắng đâu, mà máy em mà giờ mà ra lắng là không lai được nữa này. Chiếc xe Kia Rio biển Hà Nội nước sơn màu xanh, không phải màu đen các bác nhá, nước sơn màu xanh. Đời 2015 nhập khẩu, bản này có ga tay tự động cruise control luôn. Giá chào bán 390 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, bác nào hợp phong thủy, yêu thích dòng xe Kia Rio thể thao máy số zin thì em để cho mình còn 380 triệu trên livestream ngày hôm nay. Để lại số điện thoại cho em ạ. Chào anh Điệp Đàm Chiến này. Trả góp bán tải à? Ví dụ như chiếc xe D-Max này và chiếc xe bán tải này, trả góp thì ít nhất thì em sẽ làm được tầm 60% xe. Xe bây giờ đang là 535 thì tầm 60% thì anh có thể tầm 200 hoặc 220 triệu là có thể mang xe về rồi anh nhé. Nissan Navara bán tải này và Isuzu D-Max là cũng vậy luôn, đều là 535 triệu, hỗ trợ 60% giá trị xe. Hôm nay mặc áo điều hòa nói rất chuẩn. Hôm nay không bị lắng anh ạ. Anh bố cốm gạo ơi, để lại số điện thoại cho em Lê Hương nhé. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio đời 2015, biển số Hà Nội nước sơn màu xanh. Em này gọi là xanh gì nhỉ? Xanh mực cửu long đấy, mực con nhà mình hay học cho các bác dễ hiểu nhé. 390 còn 380. Trong buổi ngày livestream ngày hôm nay bớt luôn 10 triệu đồng. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Chào bác Ngô Yến này, chào bác Hải Ngọc. Hình như bác Ngô Yến này là chị em rồi, không nhìn thấy ảnh đại diện rồi. Isuzu bán tải D-Max đây, 535 triệu, máy số zin, sơn zin đến 98%, một dàn lốp mới, lốp dự phòng chưa dùng đến, cam hành trình, cam lùi đầy đủ, máy dầu 2 cầu số tự động, 535 triệu. Bán tải Nissan đây, bán tải Nissan 535 triệu, em này cũng là máy dầu. Nhưng em này là một cầu ạ, em này là một cầu, không phải là hai cầu, Isuzu mới là hai cầu, em này là một cầu, cũng là 535 triệu. Còn nhiều xe lắm mà, em còn có cả i30 này, Accent màu trắng này, i10 này, Vios này, Gentra rất là nhiều luôn. Mỗi tội là lắng quá, em thì không ngại lắng nhưng điện thoại em ra lắng là nó báo sập luôn, nó không cho like nữa. Vừa rồi thì em Hương đã báo rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán với em Hương rồi. Khách hàng nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại và bình luận ở phía dưới bài livestream của em ngày hôm nay. Em chào anh Đinh Nhật này, chào bác Thuyện Kim này. Chị Thuyện ơi, em nhìn thấy chị rồi, rồi em mới nhận ra. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Chỉ từ 85 triệu là mình có ô tô điều hòa mát lạnh đi rồi. Nên những bác nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. Chào bác Hai nhé. Phất luôn, ngay và luôn, đúng rồi. Xe thì đẹp, người thì người quen. Bình thường là em rất là ngại bán xe cho người nhà và người quen. Bán xe cho người nhà và người quen là rất là ngại. Đây là những cái mẫu xe nào mà em đã nói đẹp thì các bác cứ cố lên thôi. Dù là lạ hay quen, em đều tư vấn cho mình những mẫu xe đẹp nhất. Chào bác Đinh Tuấn này. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán với em. Các bác thấy không này? Hôm nay em đã đầu tư một chiếc áo. Đây, một chiếc áo còn có quạt đằng sau các bác nhé. Nên là nói nó không bị mệt, nó không bị lắng. Đang chạy hàng cong đít đây, tối em lên cắt chỉ cho anh Vương nhá. Tối em lên cắt chỉ kiểm hàng cho anh Vương cho đỡ xuất khẩu gấp nhá. Cảm ơn anh Tuấn Hùng đã vào xem buổi báo giá của em này. Hôm nay thì em xin phép được dừng buổi báo giá sớm ở đây. Tại vì là máy nó nóng quá. Máy nó nóng quá các bác ạ. Xin phép uống hớp nước đã. Chào bác Lô Dần, là những bác nào mà đang quan tâm về điện về về
mẫu xe nào bên em thì để lại số điện thoại cho em nhé. Em xin phép dừng buổi báo giá sớm vào hôm mọi hôm, vì trưa nóng quá điện thoại nó không cho like nữa rồi. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Lê Hương xem hết buổi báo giá ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào ngày mai. Ngày mai khả năng em sẽ live tối cho nó mát, chứ này vất vả quá. Xin chào, hẹn gặp lại khách hàng vào ngày mai thì em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên phát sóng trên fanpage của em Hương. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại nhé. Chiều nay em sẽ lên cắt chỉ, sẽ kiểm hàng cho anh Vương để lên lấy bán tải về đi, chở hàng về luôn đi anh ơi. Chị Hai ơi, chiều nay em về sớm em cắt chỉ cho anh Vương để anh Vương lên lấy xe thôi. Kiểm hàng cứ để em lo. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại này. Khách hàng nào mà vừa rồi để số điện thoại thì một chút nữa em sẽ gọi lại và kết nối Zalo cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé các bác ạ. Lắng quá ạ.